Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Theo mọi người thì khi hè đến, thứ mọi người nghĩ đến đầu tiên là gì? Là biển, là cát, là đi chơi, là đi du lịch đúng không? Là phấn phủ kiềm dầu. Nhưng mà đối với mình, thứ mình nghĩ đến đầu tiên chính là những thỏi son MLBB mọi người ạ. Vì vào những ngày hè nóng oi ả như thế này thì một màu son sương sương nhẹ nhẹ sẽ luôn là lựa chọn của mình. Màu son đầu tiên mình muốn giới thiệu với mọi người chắc là nhìn một cái là mọi người đã nhận ra ngay rồi. Những thỏi son rất là hit hot và mới nhất đến từ nhà Roman. Thỏi son có dưỡng và bóng, Glassing Melting Balm. Cả bộ son thì đều rất là đẹp mọi người ạ. Tuy nhiên màu mình thích nhất vẫn là màu 01 nha. Đây là một màu nude cam hầu như là không lên màu quá nhiều. Sẽ chỉ là một màu cam nude rất là nhẹ nhàng thôi. Nó không bị ánh neon quá. Thế nên là mang lại một cái màu sắc rất là tươi trẻ. Về chất son thì là son bóng, thế nên nó cũng khá là dễ trôi. Mà đặc điểm của những cái dòng son thỏi bóng như thế này này, nó sẽ dùng khá là nhanh hết. Mỗi màu son thì mình đều nhận xét rất là kỹ, tuy nhiên thời lượng có hạn, thế nên là mình sẽ nốt ra nha. Như thế thì mọi người sẽ dễ dàng trong việc lựa chọn màu son cũng như là loại son hơn. Và thỏi son thứ hai cũng là thỏi son mình dùng gần đây nhất trong mọi chuyến du lịch. Brand này thì có tên là Flower Nose. Bạn nào mê đồ chung thì chắc chắn là nghe đến cái tên này rồi. Màu mình đang dùng là màu 09 nha. Đây là một dòng son bóng rất là đẹp. Về texture cũng đẹp này. Mọi người nhìn trên môi mình đi, nó lấp lánh kinh khủng ấy. Texture mỏng nhưng lại có cái độ bóng khá là cao. Không làm dày môi, không cảm giác bị bí môi. Cũng không có cái cảm giác mà bị dẻo dẻo ở trên môi. Layer lần thứ hai một phát là lên màu luôn. Gõ gàng luôn ý mọi người. Vậy nên mọi người có thể sử dụng màu này khi đánh một lớp mỏng làm base cũng được. Mà mọi người dùng đánh full môi cũng đẹp. Trong video thì màu nó hơi sáng hơn màu ở ngoài một xíu. Nó hơi kiểu màu cam nâu chocolate ý. Bình thường những cái dòng son này này nó rất dễ bị đọng lại ở rãnh môi. Tuy nhiên sản phẩm này thì không hề bị. Packaging thì không thể nào mà công chúa hơn nữa rồi. Đang ngồi ở quán cà phê bỏ cái thỏi son này ra mà đánh ý, thì người ta lại khen cho là giản dị quá. Nói chung thỏi son này mình đánh giá 10/10, tuyệt vời. Mình rất là mê luôn. Những thỏi son mà mình giới thiệu ngày hôm nay đều được bán trên sàn Lazada luôn. Và không phải tự nhiên mình khoe với mọi người như vậy đâu. Lazada thì có chương trình hoàn tiền lên đến 300k mỗi ngày. Tức là mọi người mua hàng thì mọi người sẽ được hoàn lại tiền. Và cái số tiền hoàn đó sẽ được sử dụng trong những lần mua sau. Và cái son Flower Nose này cũng đang có cái chương trình hoàn tiền đấy luôn. Với hai bước rất là đơn giản thôi mọi người. Đơn giản hơn cả tiêm Real Love luôn đấy. Mọi người chỉ cần thu thập những cái voucher hoàn tiền mắc, xong sau đó thì ấn mua những cái dòng sản phẩm mà có cái chữ hoàn tiền ở bên cạnh đây nè. Eo ơi, bao tiết kiệm luôn đấy. Bởi vì cái số dư hoàn tiền có thể sử dụng cho những đơn hàng sau rất là tiện, mà mọi người không cần phải chờ đến sale hay các thứ. Mọi người mua lúc nào cũng được. Đặc biệt mọi người nhớ canh vào thứ 6 hàng tuần hoặc mùa sale thì còn được hoàn tiền gấp đôi đó nha. Ngoài ra thì trên Lazada còn có những cái ưu đãi siêu hấp dẫn khác. Mọi người hãy mở app để thu thập những cái voucher hoàn tiền và mua ngay những sản phẩm có nhãn hoàn tiền nhé. Màu son thứ 3 thì sẽ dành cho team nào mà thích lì nha. Đây có thể coi là thỏi son lì duy nhất trong bộ sưu tập ngày hôm nay. Màu son nude lì mà bạn nào bên Trung cũng biết của dòng son Into You. Đây không phải là cái dòng son hit hot nhất của nhà Into You, nhưng mà cái chất son với cả màu son thì rất là xứng đáng khi có mặt trong bộ sưu tập này. Vì là chất son bùn thế nên nó cũng sẽ không hề mỏng tang đâu nha mọi người. Những cái dòng son lì mà chất như thế này thì nó sẽ hơi dày một xíu. Tuy nhiên nó mang lại một cái hiệu ứng rất là đẹp ở trên môi. Lần đầu mọi người quẹt lên môi thì có thể khá là dày. Tuy nhiên nếu như mọi người dùng tay hay là cọ blend ra thì nó cũng sẽ mỏng dần thôi. Nên dòng son này sẽ cực kỳ phù hợp với bạn nào mà thích cái viền môi nó nhạt nhạt ý. Có một lời khuyên chân thành đó là hãy dưỡng môi thật là kỹ trước khi đánh những cái dòng son này. Bởi vì nếu như mọi người có cái vân môi quá nhiều hay là cái da bong chóc ý thì nó cũng sẽ không đẹp lắm đâu. Màu son thì lần đầu quẹt lên mọi người sẽ thấy màu hơi nâu. Tuy nhiên nếu blend ra thì nó sẽ hơi màu cam nhẹ một xíu, cam nút. Mọi người layer thêm hai lớp thì sẽ ra màu nâu nhiều hơn. Đánh một mình em son này cũng xinh mà đánh hai mình cũng xinh. Ví dụ mọi người có thể mix thêm một cái màu son hơi hồng hồng ở bên trong lòng môi cũng được. Rất là dễ thương và ngọt ngào luôn đấy.
vị trí thứ tư sẽ là một em son thỏi bóng. Không hẳn là son dưỡng nhưng rất bóng và màu lên cũng rất đẹp. Tuy nhiên mình phải warning trước là màu này thì nó hơi kén da hơn một chút, tại vì cái màu mình chọn nó sẽ hơi thâm thâm ý. Thế nên bạn nào mà có cái viền môi hơi tối màu ấy thì mình không khuyến khích mọi người nên chọn màu này nhé. Đây là dòng son bóng nhà Juicy, không biết là mình đọc có đúng không, mọi người thử comment cho mình nhé. Màu mình đang dùng là màu 515. Nó là một cái màu đỏ nâu pha huyết dụi mọi người, tức là nó có một chút xíu ánh tím, ánh nâu nhiều hơn ánh đỏ. Bởi vì cái phần viền môi của mình nó cũng hơi tối màu nhưng mình lại rất mê cái màu son này. Vậy cách xử lý của mình là gì? Trước khi mình đánh son thì mình sẽ phủ ở cái lớp viền môi một chút phấn mắt màu nút cam, thì cái phần viền môi của mình nó sẽ không bị thâm nữa. Thỏi son thứ ba là một thỏi son mình mua rất là lâu rồi nhưng mà mình không nhớ là mình đã share với mọi người chưa nữa. Đây là một thỏi son mà mình chắc chắn với mọi người là kể cả mọi người không make up đánh vẫn rất là xinh. Không bị hồng quá nhưng làm sắc môi của mọi người trở nên tươi tắn, tươi tỉnh hơn ý. Đánh màu son này mình cảm tưởng như là một cô em đang mỉm cười chúm chím dạo chơi giữa nắng hè ấy. Mình biết là mình miêu tả hơi ố dề nhưng thật sự là cái màu son này nó sẽ mang lại một cái cảm giác rất là tươi tắn, trẻ trung, đầy năng lượng ấy. Chất son thì rất là mỏng nhẹ, mọi người phải đánh 2 lần thì màu son mới rõ nhất. Điểm cộng nữa là mọi người lau đi nó vẫn không bị hết màu nha, nó chỉ hết cái lớp bóng bên trên thôi. Màu son mình dùng thì là màu G03 của dòng son Glow Water Liquid. Em này cũng cho 10 điểm luôn nha, không có cái gì để chê hết luôn á. Những màu son ngày hôm nay trong video này là những cái màu son mình yêu thích nhất, hay dùng nhất và thực sự màu cũng đỉnh nhất luôn. Vậy nên nếu như mà các cậu ấy mà có cùng tần số việc dùng son với mình ấy thì chắc chắn là mọi người sẽ thích những cái màu son này luôn. Hai màu son tiếp theo thì đến cùng từ một nhãn hàng và cùng từ một dòng sản phẩm, nhưng mà mình cứ bị phân vân giữa hai màu ấy, bởi vì hai màu nó quá đẹp, thế nên là mình đã cho cả đôi lên. Màu đầu tiên thì sẽ là màu 14, nó hơi nghiêng cao một xíu. Phải nói là một cái màu son này thực sự nó mang lại một cái cảm giác rất là nũng nịu ở đôi môi ấy mọi người. Mình dùng cả hai màu son này kể cả khi không make up luôn, vậy nên là mình nghĩ là mọi người phải mua hai cái màu này đó. Dòng son này thì khi layer nó rất là rõ, thế nên là với một lớp thì nó rất là mỏng, nhưng mà với lớp thứ hai thì cái hiệu ứng lên rất là rõ màu. Vậy nên chỉ với một thỏi son mọi người có thể tạo ra một cái đôi môi rất là quyến rũ luôn ý. Nếu như mà mọi người không thích cái màu cam quá mà muốn chuyển sang hơi hồng cho gương mặt là tươi tắn thì mọi người có thể lựa chọn màu 15 nhé. Mấy lần mình make up xong mình đánh màu son này xong ai cũng sẽ hỏi ý. Mà cái độ bóng nó cũng cao nữa, không kiểu mờ mờ đâu mọi người. Độ bóng cao thì nó mới mang lại cái cảm giác nũng nịu được. Màu hồng thì sẽ tạo cảm giác ngọt ngào và nữ tính hơn. Thật ra mọi người sẽ không thấy nó quá là khác nhau đâu, bởi vì cái hiệu ứng là MLBB mà nó sẽ tạo cho mọi người một cái cảm giác đôi môi khỏe khoắn, đôi môi kiểu đầy đặn ý. Màu thì trừ khi ví dụ như hôn nhau thì người ta có thể biết được thôi. Nhưng mình nghĩ khi hôn thì người ta cũng sẽ nhắm mắt ý. Người ta cũng sẽ không soi màu son của chúng mình đâu. Ok, hơi lạc chủ đề rồi, nhưng mà màu son này khi hôn cũng vẫn để lại son ở trên môi nha mọi người, nó chỉ mất cái lớp bóng đi thôi. Vậy nên son này cũng khá là hợp đi date này. Tất nhiên là hôn nhẹ nhàng thôi, đừng có nồng cháy quá nha mọi người, nồng cháy thì không có son nào giữ nổi đâu. Màu son này thì nó hơi gây tranh cãi một xíu mọi người ạ. Hãng son Remember này thì cũng khá là nổi tiếng, hit hot ở bên Trung. Màu thì phải nói là siêu đẹp, màu nào cũng đẹp luôn ý.
nhưng mà cái packaging thì nó hơi bị ọp ẹp một xíu. Cũng đúng rồi, tại vì nó cũng khá là rẻ ý mọi người, hình như nó chỉ có hơn 100.000 thôi hay là 200 gì đấy. Cái màu son này là do một lần mình lang thang ở trên Tẩu Yin, xong mình nhìn thấy cái chị đấy đánh, trời má ơi nó đẹp. Thế là mình vội vàng mình mua luôn mọi người ạ. Ban đầu nhìn thấy màu son ấy thì mọi người sẽ nghĩ là à nó hơi bị nhiều ánh tím nha, nhìn trông nó hơi bị tím lịm tím xim nha. Quẹt lên môi thì nó cũng vẫn tím thôi, nhưng mà lúc blend ra ấy thì nó lại hoàn toàn mất cái màu tím đi, nó lại để là một màu cực kỳ đẹp luôn. Mình nghĩ cái lý do màu son này nó rất là đẹp, nó tạo hiệu ứng đẹp trên môi ấy, là bởi vì cái độ bóng của nó. Người ta đã bảo rồi, không ai hoàn hảo. Thì cái điểm trừ của cái dòng son này này đấy là bởi vì cái độ bóng của nó rất là dày, tức là nó sẽ tạo ra một cái độ dẻo 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 ấy. Như mọi người thấy là nếu mà son nào nó càng bóng ấy, mà để hiệu ứng nó long lanh các thứ ấy, thì cái phần bóng ở trong son ấy nó phải dày, và cảm giác đánh trên môi nó hơi dẻo dẻo. Thế nên là son này nó bị thế. Màu son cuối cùng của ngày hôm nay là một màu son mình cũng hơi hơi ít đánh hơn, vì cái màu son này nó đánh lừa mình mọi người ạ. Lúc đầu chưa khô thì nó là son bóng, nhưng khô rồi thì nó lại son lì. Thật là kỳ lạ, thay đổi liên tục không thể lường trước được luôn ý. Giống hệt tính cách của mình vậy. Nhưng thôi không sao mọi người, màu này rất là đẹp. Trong video này thì mình có mix thêm cùng với một màu son của Lee Member nữa. Thì mình cũng sẽ để tất cả những cái thông tin sản phẩm, những cái màu son hôm nay mình đánh ở dưới phần mô tả cho mọi người nhá. Không biết đây có phải là video nhiều son nhất của mình không nữa. Mọi người hãy comment cho mình xem là mọi người thích màu son nào nhất nhá. Bye bye, hẹn mình trong video sau nha. Sắp tới thì mình sẽ làm tổng hợp nhiều những cái sản phẩm mình yêu thích để mọi người có thể mua sắm và chuẩn bị đón hè, đi du lịch các thứ các thứ. Bye bye, hẹn mình trong video sau. Love you, love you.